Chúng ta tiếp tục nhé. Ôn lại hôm trước xem học cái gì đã nào. Hôm trước thì tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt và chạy cái Laravel trên hệ điều hành của mình. Và sau đó là hướng dẫn các bạn về một chút về cái route. Route thì chúng ta sẽ có nó đặt ở trong cái file thư mục route file web.php. Và chúng ta sẽ setup một cái route, nó là route 2.2. cộng với lại get, post, put, pack, delete, any. Đấy là những cái kiểu request gửi lên phía server chúng ta có thể nhận được. Và chúng ta định nghĩa ra các cái đường dẫn cho hệ thống. Cộng với đó là chúng ta setup thêm những cái parameter ở trên URL. Parameter thì chúng ta có hai loại, required parameter và optional parameter. Và chúng ta truyền cái, chúng ta có thể ngoài cái việc xử lý ngay lập tức bằng cái hàm closure ở trong cái route này ra, chúng ta có thể xử lý tiếp tục cái, xử lý tiếp là bằng cách chuyển nó vào trong một cái hàm, hay còn gọi là một cái method nằm trong controller. Thì chúng ta dùng cách thứ hai, dùng cách này. Và sau đó là chúng ta có thể là đặt tên cho mỗi một cái route của chúng ta, để sau này chúng ta sử dụng cho nó dễ. Chúng ta có thể sửa cái URL của route, nhưng mà chúng ta không nên sửa cái name của một cái route nào cả. Đấy là về những cái khái niệm về route, cách dùng. Ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ học tiếp như sau. Ví dụ như ở trong mỗi một ứng dụng web ấy, thì chúng ta thường thường là có hai phía giống như hôm trước mình có hướng dẫn các bạn. Một bên là dùng cho phía client side. Side không phải là SITE, không phải side này đâu. Nó là side này. Phía thì chúng ta có thường thường một cái website ấy, thì nó cấu trúc như này. Ở dưới bao giờ cũng có cái DB đúng không? DB ở trên này là code server, ta gọi là code backend, nó tương tác ngược với nhau để tương tác với dữ liệu. Tiếp theo ở server sẽ cung cấp ra phiến hai phía, một phía là cho client side. Từ client thì nghĩa là gì? Ngã khách hàng. Một phía gọi là admin side, là quản trị, phía quản trị. Thì các bạn nên không nên tôi phân tách rõ ràng, tôi dùng cái từ khác so với các anh các chị khác đi làm. Thì khi mà đi làm thì người ta hay gọi phía này phía front end, phía này phía back end, không phải nhá. Cái từ front end và từ back end các bạn đừng dùng nhầm lẫn như này, dẹp nó đi, không phải đâu. Front end nó là những cái code về phía giao diện và những cái gì tương tác với người dùng thì đấy là phía front end. Còn phía code back end thì nó là code ngầm ở chạy ngầm phía server xử lý logic và tương tác với cơ sở dữ liệu. Thì các bạn đừng nên nhầm lẫn. Tốt nhất là cứ gọi như tôi, gọi client side và admin side. Thì ví dụ như client side thì dễ rồi, chúng ta có thể truy cập vào một cái đường dẫn của một bài viết, một đường dẫn của một cái danh mục để tìm ra tất cả bài viết của cái danh mục đấy, rồi thì những cái đường dẫn để giúp chúng ta tìm kiếm sản phẩm chẳng hạn, hoặc là tìm kiếm bài viết có từ khóa đấy ở trong cái bài viết đấy, hoặc là ở trong cái tiêu đề của bài viết. Thì cái đấy thì dễ rồi, không vấn đề gì cả. Nhưng mà cái đường dẫn khi mà chúng ta tạo ra cái trang admin này là cái admin site, thì thường thường khi mà người ta làm một cái dự án thật thì người ta ví dụ trang login thì sử dụng login như này, không có vấn đề gì cả, sử dụng login. Nhưng mà nếu mà vào trang quản trị chung của cả hệ thống web của chúng ta thì chúng ta thường thường có cái URL là admin như này thôi, mong localhost sử admin không thôi. Hoặc là vào phần quản trị về danh mục hệ thống, danh mục sản phẩm và danh mục bài viết trong hệ thống của chúng ta này nào. Có nghĩa là vào đấy để danh sách này thêm sửa xóa đấy, cái danh mục trong cái hệ thống của chúng ta thì người ta để admin sửa category như này chẳng hạn, hoặc là sửa danh admin sửa danh mục. Rồi quản lý bài viết thì là ngay là để là admin sửa post. Rồi thì quản lý về thành viên tham gia trong hệ thống thì là admin sửa member như này đúng không? Thì chúng ta có chung cái gì đây?
link, cái tiêu đề cái đằng trước, cái tiền tố là FI đúng không? Cái này tôi gọi thẳng luôn là cái tiền tố. Mà tiền tố trong tiếng Anh mình người ta gọi là cái gì? Prefix. Prefix là cái tiền tố của chúng ta. Thì tất cả những cái đường dẫn này nó có chung một cái tiền tố, đúng không? Có chung một cái tiền tố. Cho nên tôi hoàn toàn có thể là nhóm nó vào trong một cái nhóm ở trong URL để tôi. Nhưng cái thằng này chắc chắn khi tôi nhóm nó vào thì thứ nhất là nó có chung cái tiền tố, và nó còn có thể là chung nhiều thứ khác nữa. Ví dụ để vào trong những cái trang này chúng ta là qua cái lớp in trước thì mới vào được, thì cái đấy mấy nữa các bạn sẽ được học. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái kỹ thuật nữa ở trong Laravel, đó là chúng ta xử lý với round và round (2). group phải function ở đây, round group. Trong cái group này chúng ta có hai tham số. Tham số đầu tiên thường thường người ta để là một cái mạng. Cái mạng trong này chúng ta, bởi vì nó sẽ có thể dùng chung nhiều thứ với nhau, cho nên là chúng ta, người ta sẽ setup nó là dạng mạng để dễ setup hơn. Cái tham số thứ hai là một cái hàm closer, giống như dạng closer xử lý các cái URL bình thường. Trong này sẽ có cái logic xử lý từng cho từng round một nằm ở trong cái group này. Ví dụ như tôi để ở đây nó là group, nó là cái, chúng ta sẽ có một cái prefix. Prefix chính là cái tiền tố, đúng không? Thì chúng ta sẽ có là trỏ đến admin. Được chưa? Đó. Bây giờ tiền tố của chúng ta thì chúng ta sẽ có là gì? Round tiếp 2. Get. Bây giờ là sửa. Thì ở đây có function. Tôi sẽ return trang chính ở trang dashboard. Tôi có thêm là round 2. get category phẩy function trong này tôi sẽ return ra một cái tag là admin sửa category, nó là quản trị danh mục. Rồi thì tương tự như vậy, chúng ta có round 2. get post, ở đây là function xử lý. Còn chúng ta chuyển sang thích thì chuyển sang controller và method ở trong controller, đấy chuyện bình thường. Return admin sửa post, đây là trang quản trị bài viết trong hệ thống. Xong. Được chưa? Test cái nhá. Ngàn xong chưa? Rồi, chúng ta test cái. Localhost này, đấy này, sửa category thì đi đâu? Category giờ nó hiển thị cái gì? Nếu tôi để sửa như này, giờ hiển thị như này.
hôm trước vừa làm thôi. Thế nó sẽ vào đây hay là vào đây? Chúng ta có hai cái category, đúng không? Nhưng nó sẽ vào đây hay là vào đây? Vào đâu? Dưới, một đứa dưới, một đứa trên. Dưới thì nó sẽ hiển thị cái này đúng không? Rồi, còn trên thì nó sẽ hiển thị cái này đúng không? Rồi, coi nhá. Cái trên này, cái dưới. Cái trên. Bởi vì sao? Ở dưới, các bạn để ý này. Ở dưới nó ràng buộc cũng là row get category đúng không? Nhưng nó ràng buộc cái gì đấy? Prefix. Để truy cập được vào cái dưới thì chúng ta phải là sược admin sược category. Hiểu cái khái niệm prefix chưa? Prefix rất dễ thôi. Và row group cũng rất dễ thôi. Chẳng có gì. Được chưa? Cười gì ấy? Lại để ý thằng nào trong nước này rồi. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cách chúng ta làm với prefix. Bây giờ tôi vào cái post này, đường dẫn của tôi phải là gì? Nga. Tôi vào cái post này thì đường dẫn của tôi làm là cái gì để có thể hiển thị ra được cái này? Admin post. Được chưa? Đó là về cái row group, chúng ta nhóm những cái URL khác vào với nhau. Thế vào cái này sao? Vào cái đường sược này sao? Hết rồi. Ờ thế thôi. Rất lạnh lùng. Được chưa? Không cần phải thêm cái gì cả, chỉ có mỗi cái này, nếu mà chúng ta quy định nó là sược ấy, sược không ấy, thì nó chính là cái đường dẫn cho cái prefix khi mà không có cái gì đằng sau. Được chưa? Đấy là cái prefix của chúng ta. Tất nhiên những cái URL này chúng ta hoàn toàn có thể là đặt cho nó cái tên, cái name một cách bình thường, không vấn đề gì cả. Được chưa nhỉ? Đó là về cái row group. Hết rồi. Vẫn còn nữa, thực ra là vẫn còn về cái phần parameter. Chúng ta còn có cái check cho parameter của chúng ta, nó sẽ điền được cái gì, dữ liệu gì vào, là số, là chữ hay là như nào đấy. Nhưng mà cái này các bạn sẽ tự đi tìm hiểu đấy. Tôi cũng hướng dẫn những cái phần chi tiết như vậy. Xong chưa? Đó là về row. Có bạn nào thắc mắc gì không? Thắc mắc thì cứ hỏi nhá, để giải đáp. Thực ra row chúng ta còn nhiều thứ để khám phá với nó lắm, không chỉ đơn giản như này đâu. Ví dụ, đây nhá, ví dụ nhá. Chúng ta để ý này, tại sao row của chúng ta nó viết ở trong web này, đúng không? Thế vậy những cái file này dùng để làm gì? Làm sao để truy cập được vào cái file này, đúng không? Ví dụ tôi viết ở đây, tôi xóa cái này, tôi viết nó đây row 2.2.get. Đây là thiện th function return ra thiện th API. Viết này được không? Không thể nó báo lỗi, đúng không? Bây giờ sao? Giờ truy cập vào nó kiểu gì? Ví dụ đây là thiện th, bởi vì ở đây tôi viết mỗi chữ thiện th thôi mà. Ở đây tôi là thiện th đúng không? Phải không này? Không có. Nó có thể truy cập được. Tuy nhiên các bạn xem tôi truy cập nhé. Nó sẽ là API sửa. Đúng chưa? Đúng là thiện API không? Thế vậy thì sao? Vấn đề ở đây là gì? Không phải do cái tên của cái file nó là API cho nên chúng ta sược API. Tại sao cái thằng của nó ở web này chúng nó tên là web, sao không sược web, sược web, sược admin, sược web, sược category đi. Đúng không? Cái này có một nơi config. Bây giờ các bạn tìm cho tôi nhá, Ctrl+P. Ctrl+P. Được chưa? Chúng ta sẽ có route service provider. Nó nằm ở trong app provider route service provider.php. Kích vào.
Được chưa? Các bạn thấy này, ở trong này nó là cái nơi service, là một cái nơi cung cấp cái dịch vụ chạy ngầm ở để kiểm soát ngầm trong hệ thống của chúng ta. Ví dụ như ở đây các bạn để ý này, nó có một cái biến tên là protected namespace, đúng không? Namespace thì nó là cái không gian tên của chúng ta. Thế cho nên là tất cả các URL của chúng ta đâu, các cái controller của chúng ta đâu cần có phải là đặt chính xác namespace là app-controller đâu, đúng không? Mà chúng ta chỉ việc gọi thẳng tên của cái lớp đấy và cộng với cái hàm xử lý là xong. Thực ra nó đã config ở trong này rồi, app-http-controller là nó config sẵn ở đây rồi. Tất cả các URL của chúng ta sẽ nằm trong cái config của namespace này. Sau đó ở phía dưới các bạn để ý này, chúng ta đang có cái function boot và function map, đúng không? Map ở đây nó có cái gì? Các bạn để ý này, protected map web route, đúng không? Chúng ta để ý nó có cái route 2.2.middleware. Cái middleware này chúng ta tạm thời không cần quan tâm. Bây giờ chúng ta không cần quan tâm phần này. Đến lúc nào chúng ta được học về middleware, chúng ta sẽ hiểu nó là cái gì. Tiếp theo, namespace bằng this namespace. This ở đây là trỏ đến thằng nào? Web nào mà web, web có phải là class đâu mà nên mà git là nó. Web không phải là class. Cái web.php nó không phải là class. Đúng chưa? Thế cái git ở đây nó là trỏ đến cái đối tượng nào? Đối tượng nào? Git trỏ đến namespace. Namespace kiểu như này nó là một cái gì? Một biến hay một hàm? Hải. Như này nó trỏ this trỏ đến namespace, như này nó là một cái namespace, cái chữ namespace nó là một biến hay một hàm? Biến. Biến này xuất hiện ở đâu mà nó this được? Thế vậy thì cái this này là trỏ đến cái gì? Cái this cơ mà. Lại đến hàm, thằng này lại vứt hết chữ đi rồi. Trỏ đến cái lớp này. Được chưa? Thì nó sẽ truy cập được đến cái đường dẫn namespace là chính là cái này. Đây. Áp dụng cái namespace này cho cái nội dung file này. Và các bạn để này, group bằng route bằng bypass. Bypass nó chính là cái block này. Sau đó route có phải thư mục đấy không? Sửa web.php. Đây có phải nó? Chính xác chưa? Bây giờ chúng ta thử đổi tên cái này thành web1.php. Có chạy được cái localhost 8000 không? Chạy không? Chạy được không? Chạy làm sao được? Đúng không? Bởi vì cái file web chúng ta khi chúng ta định nghĩa như này này, là chúng ta quy định là nó sẽ đọc tất cả các cái route nằm ở trong cái file route web.php. Chúng ta quy định cái route nằm trong đấy. Được chưa? Nếu mà chúng ta sửa cái tên cái file này đi thì nó sẽ không có cái route nào để xử lý cả, thì là vứt đi. Đó. Tiếp theo ở phía dưới này chúng ta có thêm một cái route 2.2. Cái gì đây? Prefix, tức là tiền tố đúng không? Là phải sược làm gì, làm động chạm đến nó là phải sược cái API trước. Sau đó chúng ta mới vào được nội dung của ở trong cái route API.php. Đây là lý do vì sao cái route tôi quy định ở trong cái API.php này để truy cập vào được. Thì tôi phải tiến hành làm gì? Có cái sược API, sược tên route, cái đường dẫn của route quy định. Đơn giản đấy thôi. Được chưa? Nó cho phép chúng ta chủ động tạo ra các cái file chứa những cái route do chúng ta tự định nghĩa ra trong hệ thống. Thì đấy là cái sự mở của Laravel khi mà chúng ta làm việc. Tất nhiên, ví dụ như ở trong trường hợp tôi đang làm ở đây, chúng ta có cái group prefix là admin đúng không? Nếu tôi thích, tôi hoàn toàn có thể bê hết cái mớ này, cắt đi. Tôi tạo một cái file mới tên là file admin.php. Và tôi pệt cái đống này vào. À quên nhầm, biết trong này là php đã. Và tôi viết cái đống này vào. Chuyện này là điều rất bình thường. Sau đó tôi ở trong này tôi tiến hành là duplicate cái hàm protected function map API lên. Tôi sửa thành map admin route. Ở đây tôi đặt cho nó cái prefix là admin. Middleware tôi để là web. Và ở đây cái đường dẫn để xử lý nó là admin.php. Sau đó tôi copy cái tên hàm này, đưa lên trên cái hàm map này, duplicate lên, paste xuống. Xong. Và tôi xóa hết cái nội dung ở trong cái group này đi. Bây giờ
Sược admin có hiển thị không? Tất nhiên rồi. Sược admin, sược sược category cũng xử lý như bình thường. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tách ra thành một cái file mới để chúng ta xử lý cho mỗi một module của cái URL. Được chưa? Các bạn làm đi. Đây, nhớ phải map vào, tạo một cái hàm mới để config. Bỏ middleware đi cũng được, nhưng nên để ở đây là web. Cái middleware này chúng ta chưa quan tâm, cứ tạm thời viết như tôi đã. Gì ấy? Hả? Ở từ thứ tư. Thế là tắt ra xong cái hồi chơi bài. Xong đứa nào tát vào mồm cho hôm nay là thứ năm. Chịt nhớ ra rồi. Xong cái đúng gì? À, bao nhiêu con đi. Cái gì? B cái group sang. Không, bỏ group bên trong thôi. B cái nội dung của group sang. Ăn ở rồi. Đã map chưa? Đây, đây đây. Làm quen đi. Xong nhá. Kinh nhở. Xuống dạy cho thằng học dốt kiểu của tôi cái. Thằng nó chẳng biết cái gì cả. Muốn xem file nào thì bảo nhá. Chạy được đi đã. Mày lên đây ngồi với nó đi. Thật. Mày ngồi đây với mày đến muộn đấy giờ là học rất là nhiều thứ rồi. Ừ. Group rồi thì chia file rao. Nhiều lắm rồi, nhanh lên còn mở còn ít thì chuyển được, còn học được. Xong chưa? Đó là tạm thời những cái thứ chúng ta sẽ phải nắm được về route.
cho cái Laravel Basic. Đấy chứ nhỉ? Tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý về Blade View. Blade View. Ví dụ, ở trong này, ở homepage của chúng tôi đẩy vào trang Home Controller hàm index đúng không? Tôi sẽ tìm cái file Home Controller và có hàm index ở đây. Đây hàm index này. Chính xác chưa? Cái gì thế? Chiều nó nói to thế. Phải lúa. Mình nghe còn rõ hơn cả sinh viên của mình nghe thành nói chuyện. Rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ vọc vạch tiếp về cái Blade View. Phần này sẽ có những cái thứ rất là hay và chúng ta từ đây có thể làm được prototype cho cái project của mình như sau. Các bạn để ý nhau. Chúng ta có cái home controller và hàm index. Cái hàm này nó đang xử lý URL cho cái trang chủ của chúng ta đúng không? Chính xác chưa? Bây giờ nhá, tiếp tục này. Hôm trước tôi vừa mới dạy chúng ta là tiến hành là chuyển biến từ controller từ hàm controller nằm trong controller ra ngoài view đúng không? Ví dụ các bạn tạo cho tôi một cái nhầm với JavaScript list post, ví dụ như này đi, bằng một mảng. Trong cái mảng này của chúng ta sẽ có các cái phần tử về cái gì ta, một mảng nữa. Ví dụ tôi cho một cái này là bài viết thôi, bây giờ có cột ID nó mang giá trị là một, cột title mang giá trị là lorem ngắn ngắn thôi, content của chúng ta cũng là lorem thì nó dài hơn chút. Sau đó ở dưới cùng này chúng ta có một cái image nó sẽ bằng với giá trị là http://lorempixel.com/400/200 như này chẳng hạn. Và chúng ta duplicate cái này lên khoảng vài lần, duplicate lên khoảng 3-4 lần nữa thôi. Chúng ta chỉ thay mỗi cái ID thôi. 2, đây là 3, đây là 4. Vậy thôi. Cho nhanh. Đây chúng ta tạo dữ liệu ảo cho mình. Quạt trên nào nghe kinh ấy. Còn mình khô dầu thôi. Mày đi, mày xuống mày tra dầu đi. Mày để cái máy thế mà mày cũng chịu được. Mình ghét nhất mình thẳng kiểu của dùng nó mà phá máy. Tôi có từng chữ một mà. Tôi nhớ, tôi có từng chữ một. Chẳng có cách nào nhảy cả. Máy mày xì đà rồi. Hả? Có cái gì mà nhìn? Một cái mảng thôi mà. Thank you.
Được chưa? Xong dữ liệu chưa? Đây đẩy code lên nhá, thằng Văn đến muộn thì copy vào nhá. Xong dữ liệu chưa? Ngà xong chưa? Bạn ngồi dưới xong chưa? Rồi, bây giờ tạm thời chúng ta có một cái cục dữ liệu gồm 5 bản ghi như này. Bé tí, chẳng có gì. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành truyền nó ra ngoài view. Truyền này. Ừ thì truyền. Chúng ta dùng cái hàm compact. Biết hàm này chưa nhỉ? Hàm này là hàm PHP cơ bản nhá. Để tôi DD ra cho các bạn xem cái hàm compact này như thế nào nhé. Compact này. Đế nhá. Đây là string. Đây là chuỗi nhá. List port. Được chưa? DD ra cái list port. Bây giờ chúng ta coi nó ra cái gì. Ra một gì? Một cái mảng gồm list port bằng array. Được chưa? Nó truyền cái mảng này ra. Cái mảng tên là list port. Nhưng mà sao lại compact như này ta? Chờ chút nha. Mảng trong mảng này hơi bậy. Compact list port. Ok, không sao. Chúng ta compact tức là chúng ta để ý này. Khi mà chúng ta compact một cái hàm, lưu ý này. Khi chúng ta compact một cái biến, đây là tên biến copy sang rồi đúng không? Thì nó sẽ tạo ra một cái mảng. Nó sẽ tạo ra một cái mảng. Thôi. Tạo ra một cái mảng. Trong cái mảng đấy nó sẽ có cái key. Đúng không? Thường thường mảng trong PHP của chúng ta là có key và value đúng không? Đúng không? Thì cái key này nó chính là cái tên biến. Nó chính là cái tên biến này. Còn cái value này nó chính là giá trị của cái biến đấy. Nó chẳng qua nó chỉ chuyển làm dạng mảng mà thôi. Nó không có gì thôi. Được chưa? Và chúng ta khi mà chúng ta làm này nó không khác gì việc mà chúng ta viết như thế này. Nó không khác gì cả. Không khác gì cái việc chúng ta viết như sau. List port mang chỉ có biến list port, nó không khác gì nhau, giống ý gì nhau. Thế cho nên là tôi viết cái compact vào cho nó nhanh, đỡ nhanh, thấy chưa? Đó, thì chúng ta nên dùng cái hàm compact cho nó dễ. Ngoài ra cái compact chúng ta có thể truyền thêm nhiều tham số ra ngoài màn hình. Thì chúng ta chỉ việc phẩy thêm tên thôi. Thôi. Sao mày đàn ông mày vô duyên thế hả Văn? Hỏi cái gì? Hỏi cái gì cũng phải đúng nơi đúng lúc. List port. Đó, chúng ta truyền ra ngoài.
Tôi là một thằng rất lắm mồm cho nên tôi rất ghét những cái thằng nào lắm mồm như tôi. Được chưa? Và bây giờ ngoài chúng ta mở cái view welcome ra. View nằm ở đâu nhỉ? Thư mục nào? Resource. View welcome đây đúng không? Rồi, chúng ta xóa trắng đi. HTML. Tí nữa trên này chúng ta viết style sau. Không thì tôi có một cái thẻ style đây cũng được. Vứt đấy đã tí tính. Ở trong phần body này, như bình thường của các bạn á, các bạn lưu ý như bình thường ở trong cái những cái file PHP chúng ta muốn thực hiện là viết lồng giữa PHP và code HTML thì chúng ta hay sử dụng là for hỏi chấm PHP xong rồi for x như này đúng không? Với như này đúng không? Nhưng mà với Laravel và Blade View, cái file này là file Blade nhá, nó là sử dụng Blade View thì chúng ta a cộng for x, a cộng for x và a cộng n for x. Trong này chúng ta sẽ có là cái biến, cái biến là cái chứa cái mảng ấy, thì chúng ta sẽ có biến là list post, add post. Kinh bồn. Đấy. Bên này thì ồn, xong mày nói thì to. Còn ai nghe thấy cái gì? Add post. Trong này chúng ta mỗi một cái bài viết nó sẽ nằm trong một cái thẻ div. Div có cái class là post. Tí nữa chúng ta sẽ style cho nó sau. Sau đó ở trong này chúng ta có một thẻ H2. Một thẻ H2. Chúng ta echo. Đây là lệnh echo này. Echo ra cái post ở phần tử ở phần tử title. Đúng nhá, title. Sau đó chúng ta có thẻ P. Thẻ P ở đây chúng ta echo node ra cái post ở phần value ở phần content. Phần content. Và trước cái content này thì chúng ta nên có nhét vào đây một cái img. Img có src bằng echo tiếp ra cái gì $post ở phần tử image với cái width bằng 400 pixel chẳng hạn, ví dụ thế, width bằng 400. Thank you.
Được chưa? Không nhỉ? Chạy đi. Con chờ tôi chạy cho con bà nữa à? Ô, học thụ động thế. Ra ngoài kia mà reload đi chứ còn gì nữa. Úi giỏi. Emit. Cái emit của tôi đâu nhỉ? À đây, tôi thừa chữ SC. Đây. Ủa, có gì đó sai sai không ạ? Cái ảnh của tôi đâu? Ảnh của tôi đâu? Lorem Pixel. Chờ tí. Có thể tôi viết nhầm đường dẫn. Lorem Pixel. Nó có cái trang này mà. Mạng chậm chứ không phải là do đường dẫn sai. Lorem Pixel. Đây này, ai vào đường dẫn láo, vớ va vớ vẩn, thằng kia liên thuyền. Đường dẫn vẫn chạy, nhưng mà nó chậm thôi. Đây lấy ảnh từ ngoài về. Đó, nó sẽ sinh ra chúng ta một cái ảnh random. Được chưa? Rồi cái gì? Rút ra cái gì? Rút ra bài học gì? Echo ở trong Blade View ghi vào. Echo trong Blade View nó là cặp giống hoặc nhọn. Một cặp nhé. Được chưa? Một cặp giống hoặc nhọn nhé. Sau đó chúng ta có for x thì là A cộng. A cộng for x và A cộng N for x. Có. Nhưng tôi sẽ không chỉ đâu. Em hả? Em sao không để được? Em đã bị không ăn bình hai cái gì? Thì ăn bình hai. Mày đã truyền ra chưa? Rồi. Thấy không? À. Tôi xuống tìm ra lỗi ông mất tôi cái gì? Không phải kiểu đấy. Kiểu đấy là kiểu nào? Nhất không phải là kiểu thầy truyền. Không phải. Tôi tìm ra lỗi ông mất tôi cái gì? Có tìm view không? Kêu vậy. Bật đi cho các bạn xem luôn. Với lại cái chỗ API này, API nào? Rồi bật TV lên. Mày đã search chưa? Biết. Nhanh lên. Úi giời. Lâu quá. Gì đây? Thank you.
Chưa làm. Đó, em
Thank you.
Tôi cũng sẽ chẳng bao giờ gặp phải những cái tình huống đấy. Còn sao? Rồi, ok. Đây là cách chúng ta truyền dữ liệu ra ngoài view. Bây giờ chúng ta style nó một chút. Ở đây chúng ta sẽ có mỗi một cái bài viết. Ví dụ chúng ta có class là post. Chúng ta sẽ có cái display bằng inline block width bằng 33%. Vậy thôi. Border 1 pixel solid màu CCC. Sao không viết được nhỉ? À, tôi viết nhầm. Tôi viết chữ width thành chữ window. Width bằng 33%. Rồi. Đây là cái nội dung của chúng ta. Tí nữa ảnh nó load được rồi nó sẽ đẩy đuôi xuống. Đó, nó tự ủn rồi. Xong. Chúng ta sẽ có thể muốn là nếu mà một cái bài viết nào đấy nó là chẵn là lẻ thì chúng ta sẽ cho thêm cái class là
border trừ red chẳng hạn, thì thằng này sẽ có border một pixel solid red như này, và thêm cho nó cái chấm than important nữa. Important là cho nó quan trọng. Thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý là nếu mà if, đây chúng ta có thể a còng if và a còng n if luôn nhé, nhớ chúng nó đi với nhau. If đóng mở ngoặc của cái bài viết là post ở vị ở cái thuộc tính id mà chia cho 2 bằng dư 1, tức là số lẻ đúng không? Thì chúng ta có thể viết vào đây thêm viết vào đây nó là thêm một cái giá trị là border red. Câu lệnh if else của chúng ta nó sẽ thành như thế này: if a còng and if cũng a còng. Giờ chúng ta xem cái nào là lẻ thì nó sẽ có cái border viền màu đỏ. Được chưa? Đấy là câu lệnh if. If thì là a cộng if và a cộng n if. Có sao đấy? Ông viết thử thì biết. Ông viết thử thì biết. Thử file là vẫn chạy. Ai cấm đâu, bỏ cái đôi blade đi được. Hả? Ý là viết code PHP thuần. Ví dụ như hỏi chấm PHP ở trong này, trong cái file có đuôi là blade.php thì là có vấn đề. Đuôi không blade thì kệ thôi, chẳng vấn đề gì cả. Nhưng đã dùng blade view rồi lại còn dùng PHP thuần thì nó sẽ lỗi, nó không dịch được. Được chưa nhỉ? Bây giờ nếu mà cái các cái tham số của tôi ở trong list post này, các cái bài viết của tôi nhiều quá chẳng hạn như vậy, đây là 5, đây là tôi ví dụ các bạn không phải sửa đâu, 6 7 8, nhiều quá đúng không? Nhưng mà tôi muốn đánh số cho nó. Ví dụ thường thường chúng ta hay có cái menu là có những cái số ở phía đầu ấy, 1 2 3 4 5 6 ấy, nó là sinh ra mặc định của OL ấy, cái thẻ OL ấy, thì chúng ta có thể chủ động lấy những cái số đấy ra mà không cần quan tâm đến cái thằng ID của nó là cái gì. Chúng ta hoàn toàn có thể để ở đây là cái, ví dụ ở đây chúng ta sẽ tự động có một cái biến echo. Đây là echo đúng không? Echo này, đô la index, loop index nhỉ? Không nhớ lắm. Loop trỏ đến index, test phát biến ngay 0 1 2 3 4 5 6 7. Nó tự sinh ra, biết được cái vòng lặp của chúng ta từ cái bài viết này thuộc cái thứ tự thứ bao nhiêu nằm trong cái vòng lặp đấy. Đây là loop index. Không biết là có number không nhỉ? Để tôi xem lại tài liệu đó, nhưng các bạn cứ biết nó vào đi đã. Chúng ta sẽ biết được số thứ tự ở trong đấy. Thì ở trong cái vòng lặp for, ở trong cái vòng lặp for x, ở trong blade view nó tự sinh ra cái biến là đô la loop đại diện cho cái vòng lặp. Chúng ta có thể lấy được rất nhiều thứ từ trong cái vòng lặp này ra. Hoàng Văn đã xong kịp lớp chưa? Rồi. Về chỗ đi. Phần chưa? Phá làng, phá xóm. Cứ ngồi gần gái là tít hết cả mắt lên. Kiểu thiếu thốn ấy. Kể cả hồi tôi không có vợ, tôi cũng không nên thế. Được chưa?
Rồi, đấy là cách chúng ta sẽ sử dụng Blade View nhá. Đây tôi chỉ demo một vài cái thứ thôi, cái thứ ở trong đấy rồi. Chúng ta tiếp tục khám phá Blade View thì chúng ta vào Laravel. Laravel.com doc 5.5. Úi giời ơi. Doc 5.5 và set chữ Blade template. Ở trong này nó có hướng dẫn chúng ta sử dụng các thứ các kiểu ở trong này. Thì cái layout tí nữa tôi sẽ hướng dẫn, phần đấy rất là quan trọng, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. Chúng ta để ý cái phần ở phía dưới ấy. Display data thì chúng ta truyền dữ liệu vào từ view ra thì như này, giống như cách tôi dạy các bạn. Thì đây là câu lệnh echo để display. Được chưa? Chúng ta còn một loại câu lệnh echo nữa cơ. Đây cái này này. Chính là cái này này. Hoặc nhọn nhưng mà hai cái dấu chấm than. Thì cái này là cái gì? Ví dụ nhá. Tôi ví dụ demo luôn hai dấu chấm than để ý này. Thường thì content của bài viết ấy, nó là chứa tổ hợp thẻ ở trong. Ví dụ cái chữ Lorem Ipsum này của tôi. Nó tôi muốn viết hoa nó thì tôi nhét nó là thẻ gì để viết hoa? Thẻ gì để viết hoa nhỉ? Thẻ gì? B. Thẻ B để viết hoa đúng không? Nhầm xin lỗi, in đậm. Nếu mà chúng ta hiển thị code như bình thường, nó có gì xảy ra? Đây thằng số 7, đây thằng số 6 này, chính nó này. Nó hiển thị tất cả thẻ text của chúng ta là dạng tất cả các cái nội dung thành text hết, chứ không chuyển đổi sang HTML, đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta hiển thị cái nội dung ở ngoài view này, đây ở ngoài view này, đây đúng không? Chúng ta sửa thành chấm than. Ở bên này chúng ta cũng đóng cái chấm than đấy vào. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy nó chuyển thành in đậm, đúng không? Một cái tương đương với việc là hiển thị dạng text thuần, hay còn gọi là character. Một dạng hiển thị dạng gần giống như kiểu là echo dữ liệu, thì chúng ta hiển thị được giá trị. Những cái cách hiển thị chuyển cái text kiểu là dạng thẻ sang thành thẻ ở trong HTML luôn. Thì đấy là hai cách hiển thị của chúng ta. Thì chúng ta phải nhớ được cách nào là hiển thị tất cả đều là text, cách nào thì hiển thị nó là thẻ HTML được. Thì chúng ta đây là cách hiển thị được thẻ HTML. Còn đây echo này là hiển thị dạng text thuần. Chúng ta hiển thị kiểu ký tự. Được chưa nhỉ? Tiếp tục xuống dưới nữa. Nó có cái render JSON, tức là hiển thị giá trị của JSON ở đây ra. Thì chúng ta hoàn toàn có thể là hiển thị dạng là A còng JSON. Cái biến này A còng JSON để hiển thị ra. Tiếp theo là cái gì A còng gì đấy, curly brace, chẳng biết. Cái này tôi chưa đọc, cái này mới tôi cũng không để ý lắm. Tiếp theo là đến cái câu lệnh if else. Thì đây, để dùng if thì chúng ta có a còng if condition. Sau đó là nếu mà muốn else thì a còng else, muốn end if thì a còng end if, và ở cuối mỗi thằng này thì luôn luôn phải có là a còng end if để đóng cái câu lệnh if vào. Đó, đấy là cách dùng if. Tiếp theo nếu mà chúng ta cũng có cả unless nữa, là tương đương với if not. If not iset thì có a còng iset. Iset là kiểm tra giá trị có tồn tại hay không, thì chúng ta có a còng iset và end iset. Tiếp theo là kiểm tra giá trị có rỗng không, thì là a còng empty, end empty. Luôn luôn có đóng và mở. Viết như này thì chúng ta đỡ phải viết cái ký tự mở của PHP và đóng của PHP nó nhiều lần, nhìn code nó đỡ dối. Tiếp theo là auth, a còng auth thì nó sẽ kiểm tra cho chúng ta là chúng ta đã đăng nhập hay chưa. Thì a còng auth và end auth. Nếu là get tức là chúng ta chưa đăng nhập thì nó cũng có a còng get và a còng end get. Nó có hết rồi mà. Auth còn kiểm tra cả quyền được cơ. Auth admin, end auth, get admin, các thứ các kiểu. Switch, switch thì cũng vậy, a còng switch và end switch. Trong đấy có a còng case và a còng break, a còng default. Vòng lặp. Vòng lặp for bình thường thì chúng ta a còng for thực hiện y bằng cái gì gì đấy, nhỏ hơn giá trị gì gì đấy, và cuối cùng là end for. For x thì có a còng for x và a còng end for x.
for else thì có a cộng for else và and for else, trong này có empty các thứ kiểu why and why. Đó là cách chúng ta dùng. Nếu mà dùng lồng for và if else, đấy là chuyện bình thường, hoàn toàn có thể xảy ra. Tiếp theo, những cái tham số có trong vòng lặp thì nó có sẵn cái biến là loop. Loop thì nó có sẵn là if loop first. First là giá trị vòng lặp đầu tiên nó chạy vào thì chúng ta sẽ có cái gì đấy. Tiếp theo là loop last là giá trị vòng lặp phần tử cuối cùng thì xử lý cái gì đấy. Ở trong này thì chúng ta có dollar loop first, dollar loop last. For each ngoài ra nó có là loop parent. Các bạn để ý, parent thì ở đây nó có thể là hai vòng, chúng ta có hai cái vòng lặp lồng vào nhau, đúng không? Hai vòng lặp lồng vào nhau thì chúng ta có loop trở đến parent để tương tác với cái gì, cái vòng lặp cha, vòng lặp phía ngoài, thì đấy là cái loop trở đến parent. Đây là chi tiết các cái thuộc tính thuộc về cái biến loop có sẵn ở trong a cộng for x. Loop index để lấy ra cái thứ tự vòng lặp đang được xử lý. Loop iteration tức là lấy ra thứ tự bắt đầu từ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đấy. Tiếp theo là loop remain là còn bao nhiêu lần nữa, tức là đếm ngược, nó ngược so với thằng iteration. Count, first, last, deep và parent. Comment thì comment chúng ta là dùng như này, chứ không dùng comment của HTML, là cặp dấu hoặc nhọn sau đó là trừ trừ. Để code được PHP, chúng ta có thể code được PHP bình thường, a cộng PHP và n PHP để bắt đầu code ra. Giống như vừa rồi tôi tiến hành DD thì tôi muốn DD cái gì thì tôi sẽ a cộng PHP và tôi DD ra ở trong cái a cộng PHP và a cộng n PHP đấy. Chúng ta hoàn toàn có thể là include một cái sub view. Các bạn coi cái sub view là cái gì nhá. Bây giờ tôi ở trong view tôi sẽ tạo ra một cái thư mục mới tên là sub. Ở đây tôi để là một cái file mới tên là menu-blade.php. Trong này tôi có một cái thẻ lav ulli, đây là home, đây là gate 1, gate 2, gate 3, nó chỉ như này thôi. Bây giờ ở trong cái welcome blade này tôi muốn nhét thêm cái menu vào phía trên của cái phần for x này. Tôi có a cộng include của cái file kia thì tôi được dẫn đến là sub chấm gạch dưới menu, viết mỗi này thôi. Tao ra đây reload, đúng chưa, hiển thị cái giá trị của một cái file khác nhét vào đây. Đó là cái a cộng include. Cứ ngồi nhìn đi rồi không nhớ cái gì đâu mà đấy, rồi xem đến lúc cần, đến lúc tôi hỏi lại hoặc là đến lúc cần dùng thì đến lúc đấy đừng mở mồm ra mà hỏi. Tôi nói rồi, tôi nói ngay từ đầu rồi, đi học bao giờ cũng phải có quyển sách, cái bút rồi đấy, xem mà có chép được cái gì thì chép, chứ còn tôi nghĩ khả năng đọc tiếng Anh của các bạn không khác gì bọn học sinh cấp 2 bây giờ, vớ vẩn nó không bằng. Tiếp theo, khi mà chúng ta include một cái view nào đó, chúng ta có thể hoàn toàn có thể truyền dữ liệu từ cái màn hình hiện tại của chúng ta sang cái file include kia bằng cách là truyền giống như truyền từ controller, truyền dữ liệu từ controller ra ngoài view. Đó. Chúng ta còn có cả include if, include when, nó nhiều lắm, include first. Rồi. Đấy là cái những cái mà chúng ta cần phải ghi nhớ thôi. Ở trong này nó dạo này nó dùng rất là nhiều thứ khác nhau. Injection này tôi cũng chưa đọc, chưa xử lý bao giờ. Chưa xử lý. Tiếp theo này, extend này chắc là không phải động đến. Custom if. Rồi ok. Tạm thời là vài cái đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung là về cái layout. Layout là cái gì? Layout nó sẽ có tác dụng như sau này. Ví dụ các bạn cũng dùng cái list post này. Vẫn là cái giao diện, đây là giao diện trang chủ nhá. Sau đó ở cái web của chúng ta có một cái là category đúng không? Chuyển cái gì vào đấy, xong rồi ở đây tôi sẽ home controller a cộng kết. Thì tôi sẽ hiển thị ra một cái giao diện khác. Tôi comment cái tôi thu nhỏ thằng này vào. Đây, kết này. Trỏ ra kết index, truyền giá trị là a trở đến kết name đúng không? Thì chúng ta mở cái kết
index ra. Ở trong này các bạn chỉ nhìn thấy test name bằng a còng cái gì gì thôi. Ở đây tôi bỏ cái a này đi. Và ví dụ như ở trong này tôi viết cho nó một cái div chẳng hạn. Một cái div có class là bằng post. Và tôi bê thằng này đưa lên. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái đường dẫn, đó là localhost sược category. Nó ra kết name bằng rỗng. Ở đây tôi sẽ thêm cái chữ là Anh Văn vào đây. Nó ra Anh Văn ở đây. Nhưng mà nó thực sự là nó đang nằm trong cái input, trong cái thẻ div là post. Nhưng mà nếu mà post ở bên kia thì nó có cái viền màu đen mà nó chỉ rộng có 33-32% của màn hình thôi. Đúng không? Nhưng mà ở đây tại sao nó lại không có? Bởi vì ở trong cái giao diện này chúng ta đâu có hiển thị cái CSS gì đâu. Đúng không? Nhưng mà nếu mà ở chỗ nào tôi cũng hiển thị cái CSS đó bằng cách tôi viết cái này ra. Tôi viết cái mớ này ra. Và thậm chí là tôi bê toàn bộ cái nội dung ở khung ở bên ngoài này. Tôi bệt sang cái giao diện bên này. Đây là phần khung ngoài. Và dưới này tôi cũng đóng body và đóng HTML này. Tôi bệt xuống đây. Màn hình nào tôi cũng phải làm như thế này. Như này đảm bảo nó chạy nó có cái viền ngay. Nhưng mà màn hình nào tôi cũng phải làm này. Có bị điên không? Sau này sửa một cái, sửa thêm một cái style thôi. Là có bao nhiêu màn hình là phải sửa hết. Cái việc đấy không nên tí nào. Và thậm chí là cả cái menu này tôi muốn bê sang thì ở chỗ nào tôi cũng phải copy cái. Tôi cũng phải copy cái include này tôi vứt vào. Đây, ví dụ muốn hiển thị ở đây thì lại vứt cái này vào đây. Đây, có cái menu. Đúng không? Cái việc nó khá là phiền. Nó không khó, nó dễ hiểu cho các bạn nhưng nó khá là phiền. Chúng ta không làm thế. Laravel nó cung cấp chúng ta một cái khái niệm là cái layout. Ngay từ đầu, ngay đầu tiên nó cung cấp chúng ta một cái layout luôn. Thì layout nó là cái gì? Đơn giản. Nó cung cấp cho chúng ta một cái khung tích. Cái khung tích là view. Nó như thế này. Đây. Cái màn hình của chúng ta như thế này. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái phần khung tích. Ở trên và ở dưới thường thường ở đây là menu. Ở đây là footer. Trong này tất nhiên là có JS. Trong này là có CSS rồi. Và menu rồi. Ok, xong. Ở trong này chúng ta sẽ tạo ra những cái lỗ. Cái lỗ hổng. Lỗ hổng. Và đặt tên cho nó. Ví dụ đặt tên là content này. Được chưa? Tất cả các màn hình của chúng ta, dữ liệu chúng ta hiển thị ra như nào, nó sẽ được chán vào trong lỗ hổng này. Mỗi một cái giao diện sẽ được chán vào trong lỗ hổng này. Tất nhiên một giao diện chúng ta có thể là tạo ra rất là nhiều những cái lỗ hổng khác nhau, thì chúng ta có thể chán ở nhiều chỗ, đó là chuyện bình thường. Sau đó thì sao? Chúng ta gọi cái khung bao ngoài này tên gọi nó là cái layout. Còn cái những cái file view của chúng ta thì nó đơn giản là view thôi. Một view muốn có những cái phần muốn kế thừa một cái khung của một cái layout nào đấy, chúng ta có từ khóa là extend một cái file view, file layout nào đấy, và chúng ta có thể là biết cái file layout này nó có những cái lỗ hổng gì muốn được chán bản của chúng ta, a còng cái exception để nhét vào đây. Thì đấy là khái niệm về layout của cái view chúng ta khi kế thừa một layout. Thì bây giờ tôi có thể là demo như sau. Tôi tạo một cái file view ra, một cái thư mục tên là layout ra ngoài. New thư mục tên là layout. Layout. Trong này tôi tạo một cái file nữa, đây là client.blade.php. Đó. Sau đó tôi bê toàn bộ nội dung của cái file này tôi pệt vào trong đấy. Xóa cái phần body ở trong này đi. Phá cái phần mà tôi muốn chèn cái dữ liệu vào, vứt đi. Trong này tôi code như sau. A còng view. Đây là content. A còng view content. View này tương đương với việc là tôi tạo ra một cái lỗ hổng ở kia. Đấy chứ nhỉ? View, mỗi một cái view là một cái lỗ hổng mà tôi định trước ra và đặt đúng vị trí nó ở chỗ này. Bây giờ ở cái index này tôi xóa bén cái mớ trên này đi. Xóa đi. Ở dưới cũng xóa đi. Xong, ở đây tôi chỉ viết đơn giản là cái thẻ div. Có cái class là post thôi.
và bê thằng này lên trên. Sau đó tôi muốn kế thừa cái giao diện này của tôi muốn kế thừa cái layout kia, tôi tiến hành là a cộng extend một file, thì tôi chọn đến cái thư mục chứa cái file đấy, đây là layout.client. Thế là tôi kế thừa xong rồi. Bây giờ tôi sẽ có rất là nhiều code và tôi chám nó vào. Tôi chám vào cái vị trí content thì tôi a cộng section, viết tên cái chỗ cái lỗ hổng tôi chám vào là content. Và nhớ bao giờ nó có mở ra thì nó có đóng vào end section. Và tôi viết code giao diện của tôi đây. Xong chưa? Xem giao diện có thay đổi gì không nhá. Vẫn là anh Văn. Đúng không? Chẳng thay đổi tí nào. Đây là tôi chám vào trong cái lỗ hổng của tôi. Tương tự với cái weblet này, tôi hoàn toàn có thể xóa bén cái mớ ở phía trên này đi và thậm chí là phá luôn cả cái include kia đi. Xong, ở đây tôi cũng đi copy lại ở bên này. A cộng extend. A cộng extend và A cộng end section. End section. Xong. Bây giờ tất cả giao diện của tôi đều giống nhau. Đều kế thừa chung một cái menu. Rồi thì sao nữa? Có chung một cái khung category xã hội, đúng không? Nó sẽ có chung những cái phần cần phải tĩnh, còn cái phần cần động nó chính là những cái lỗ hổng của chúng ta tạo ra. Đó là cái phần về section, cái phần về section và view, cũng như là cái khái niệm về layout và kế thừa một cái layout nào đấy. Thì đấy, chúng ta cần phải nhớ đấy vài cái từ khóa: extend này, section này, view này, đây view đây, view đây, và end void, end section, các thứ các kiểu. Tôi đẩy code lên nhá. Chúng ta làm đi, cho nó xem cái layout này là như nào. Chết rồi, máy nó không sửa được. Xem thôi, đừng cóp. Có phải cái nào cũng đẩy lên cho mà cóp đâu. Tốt nhất là cốt lại. Cốt lại thì mới hiểu được. Trong cái ngành này đừng lười. Không, tôi không nói những người xem. Nói quên đi à. Cái đẩy lên mặt ngục ngục lên. Thôi em copy về. Ủa. Lên trên đi hát xem, không có cun biết gì cả. Lên trên xem nào. Gõ lại.
di đi pull xong rồi bắt đầu là đẩy vào chăm cốt cái dòng. Các bạn học cốt các bạn không nhớ cái gì đâu. Học framework chứ bây giờ không phải là học từ cái xây dựng mình tự xây dựng từ đầu đâu. Sắp menu ở đâu ra thầy? Cứ tạo ra. Nó chỉ là cái đường dẫn. Mở cái đường dẫn thư mục của tôi ra xem có trong thư mục view hay xem có thư mục sắp không. Thì comment nhát tỏ mày có đọc tài liệu đâu, vừa mới nói ra giải giải xong comment như thế nào rồi bây giờ lại y như cũ. Bạn hoàn toàn có thể tạo nhiều gì biết tạo ra đặt tên khác nhau rồi. Tôi nói rồi cái gym á, tưởng tượng ra này, cái gym nó là cái lỗ thủ, hiểu chưa? Lỗ thủ là cái đó.
đặt tên cho cầu thủ đấy. Sau đó ở những cái file mà bạn tiến hành kế thừa cái layout thì bạn thống nhất một cầu thủ với cái gì thì bạn có cái section có tên tương ứng với từng cái cầu thủ. Cái gì? Dạ. Không. Chẳng gồm cái gì cả bây giờ nhá. Tôi nói rồi. Ví dụ nhá. Để tôi xéo nữa nào. Ví dụ nhá. Cái sổ này nè. Không biết bảy được vào đây không? Tôi vừa một trang. Xéo được một trang. Cô tập cái đường tung đấy. Tôi nói sao không biết. Đây nha. Cái khung của chúng ta là như này. Đây là CF như thế này. Đây là menu. Đúng không? Dưới này là phút tờ. Được chưa? Bây giờ tôi tiến hành tập đi. Cái này là làm sao sẽ xéo ra một hai độ. Được rồi. Tương tự. Xéo ra một hai độ nhé. Ok. Cái con quay nó có độ nhé. Ở trong này chứa nội dung ở đây. Ok. Nội dung ngày hôm nay cho cái đường dẫn A mình viết ở đây là bằng độ. Đúng không? Đây là một cái view. Đúng chưa? Đây là một cái view sẽ kế thừa layout này. Lưu ý cho mình. Nội dung sẽ là bằng một số. Cái tại sao? Tôi đề một cái view nhé. Cái mỗi một trang sẽ có cái đầy đủ. Một trang sẽ có một đầy đủ riêng đúng không? Tôi không biết gì được. Bây giờ ví dụ như tôi làm trang quản trị thì cái tiêu đề của tôi ở đây trang nào sáng tạo quản trị nào khi mà tôi vào chi tiết của bài viết thì cái title tôi là tên bài viết đúng không? Thế là tại sao mình không làm nó để lỗ cho từng màn hình cho từng bài viết cứ coi như nó là cái chỗ để là dữ liệu sẽ đọc ở đấy. Đấy, đấy là cái title. Title không bao giờ cố định được, cố định thì không bao giờ bạn xem được. Chưa tính đến cái phần hình cuối cùng đấy là phần hình. Đây là chúng ta đang có hai lỗ nhỉ? Hai lỗ này tương đương với ví dụ quay trở lại cái bài là ba chữ số. Ở đây đúng không? Tôi có cái đường dẫn là lúc nãy đường dẫn tôi là A1 thì là bằng số. Tôi sẽ có cái đường dẫn là A2 và bằng bằng gà. Bằng bằng gà. Được chưa? Đây là dữ liệu động lực. Thế tôi muốn sử dụng những cái tài nguyên xung quanh của nó. Như thế này tôi để cho tôi nhìn vào tiêu dữ liệu động lực. Đúng. Không, cái view đấy không phải là bao gồm những thứ xung quanh mà những cái thứ xung quanh đấy bao gồm cái view này. Tôi nói rồi, cái khung này nó là cố định, cái khung này là cố định. Dữ liệu ở những cái lỗ hổng này thì nó mới là động. Có hiểu cái gì khi nào là động không? Mỗi một cái màn hình chúng ta sinh ra là những dữ liệu riêng, đúng chưa? Quan trọng là tôi thích tôi dùng cái view cái khung bên ngoài nào tôi expand cái layout đó và tôi định dí cái nội dung động của nó vào cái vị trí chính là cái view vậy thôi. Còn làm đi, nếu tôi nói mà không hiểu thì cứ làm đi thì sẽ hiểu. Cái này nhiều khi không giải thích được.
bởi vì các bạn chưa tiếp xúc nhiều với layout. Layout file nó file kìa. Em mở cái mục phim ra. Layout đâu? Em có đâu? Layout nằm trong phim cơ mà. Sửa view. SE. Sao đâu? Cứ xem cái gì và thực hành đi. Đó là mình hiểu cái khái niệm layout không? Không sau này không làm được cái gì đâu. Các bạn đi dùng framework nào cũng sẽ có cái khái niệm layout này. Cho nên bắt buộc phải hiểu được. Đi. Sao hả bạn? Có phải cái này là kế thừa? Cái này là kế thừa cái layout này mà. Đúng rồi. Layout thì nó lấy tất cả các tất cả cái này đúng không? Ừ. Tất cả cái này xong rồi đến cái đoạn này nó gọi cái lồ vào đây, cái lồ vào cái content là chứa cái này. Ừ. Cái này đập vào cái lồ kia. Đúng rồi. Nhưng mà tôi mình cũng sẽ dần mình lấy cái tên khác. Thử đấy ạ. Thử xem có được không? Tất cả đều mình thử. Nghi ngờ như là phải thử. Nhưng này là chỉ là cái tên rồi là. Ừ, nó chỉ là cái tên, nó là tên mà. Nghĩ được rồi, cái tên nào chuẩn được. Cái session này. À, cái session này. Thành ra của nó là cái tên cái section, cái A còn section nhỉ?
cái đấy có thay đổi được không nhỉ? Vâng, thay đổi cái khác không? Thay đổi cái một rồi đấy. Cái section và cái div nó là những cái thứ bắt buộc. Không ghi chú kia, không ghi cái con đen thay đổi được. Cái nào là cái text, cái nào là cái những thứ nó bắt buộc sinh ra những cái từ khóa. Ví dụ như kiểu là cái từ khóa constant ấy, có thay đổi được không? Bây giờ con ngôn ngữ lập trình người ta quy định ra một kiểu tuân thủ, thấy không? Ngoài cái session ra và cái gì nữa là để ngoài cái session ra thì cái gì để quả là đọc đi sống người thế. Bọn này đi làm như này thì chỉ nghe chủ sắp mặt chút ngày người ta cho cái công cụ để làm rồi, cho hướng để làm rồi, bây giờ vẫn cứ lên bổ lên đi hỏi thế này mà quá lời nào. Cứ tưởng tượng lên tôi là PM của các bạn, PM của bạn sau này cũng là khoảng nhiều nét ở dưới quyền như vậy. Suốt ngày một thằng cái nhãn đi hỏi cái này làm thế nào, cái kia làm thế nào, anh ơi, có chịu không, không có chịu không. Nó chẳng đuổi thẳng cổ tìm thằng khác, phải đi thôi. Đã là level đi làm chẳng có cái nào mà hỏi thì mới biết được. Tất cả đều tự động. Hỏi chỉ có phép hỏi nghiệp vụ thôi. Kỹ thuật không bao giờ được hỏi. Chứ đừng nghĩ là giống như trong trường, không có chuyện đâu. Tỉnh lại đi. Bỏ cái suy nghĩ là ví dụ như kiểu nghe đâu đấy, mấy thằng đi làm. Các anh chỉ chơi game trong các kiểu ngày chỉ làm 3 tiếng thôi. Không có đâu. Ngày làm 3 tiếng chỉ được lương 3 tiếng thôi. Không có chuyện là các bạn làm 3 tiếng không mà được hưởng lương toàn một ngày. Người ta tính hết, có đánh giá hết.
chuẩn bị là ghép ghép giao diện nha. Tôi sẽ share cho các bạn một cái thêm cho bạn sẽ thực hành ghép cái giao diện của mình vào trong cái trang của mình. Giao diện là phía client này, còn giao diện là phía backend thì tôi sẽ hướng dẫn. Ví dụ tôi đang có khoảng vài cái theme ở đây, các bạn có thể lựa chọn tải về và tiến hành ghép vào. Tôi sẽ hướng dẫn một phần đúng nhỉ. Một cái theme, ví dụ cái theme này chẳng hạn, nó cũng khá là đẹp. Quay lâu vậy do mạng chậm, cái này nó cũng có lấy tài nguyên từ CDN nên nó khá chậm. Index chậm quá. Có nào có sạc iPhone không? Tôi mượn để tôi share cái mạng cho cái máy này một lúc. Mạng ở đây siêu chậm. Rồi đây xong rồi. Đây. Team khá là ổn. Của General. Đó, cái theme kiểu như này chúng ta ghép à, nó có cả chi tiết những cái bài viết, ví dụ như blog này dạng là classic blog list đây. Ghép content, ghép CSS, HTML, CSS, JS vào. Sau này những cái content ở bên trong là ví dụ như kiểu là đây là sẽ là những cái bài viết của chúng ta. Đây mỗi cái này là một cái bài viết. Đây là cái title, đây là ngày tháng năm, cái kia là cái tác giả này. Còn đây là ảnh đại diện của bài viết này. Đây là phần tóm tắt của bài viết này. Bấm vào đây, bấm vào cái phần read more này. Để sang chi tiết bài viết. Đó, đây là ảnh này. Đây là tác giả này. Đây là nội dung này. Đó. Kiểu như vậy, tắt kiểu. Bắt đầu nhé. Xong rồi. Buổi này không phải sao. Cứ tìm hiểu layout được. Xem có ai thắc mắc gì về layout không? Trước hết thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái CSS các thứ kiểu ở trong một cái layout. Trong một hệ thống các bạn lì như vậy, trong một hệ thống chúng ta có nhiều layer, tôi chuẩn bị được một hệ thống có thể có nhiều layer phía client, layer phía admin, và chúng ta tùy chọn vào cái mục đích của chúng ta sử dụng và chúng ta extend layer phù hợp. Ngoài ra còn nhiều lắm, ví dụ như kiểu giảm layer cho email, riêng email chúng ta phải biết gửi email, chúng ta phải biết layer. Ví dụ cái email của chúng ta cũng làm một cái file HTML gửi đi để cho nó đẹp rồi thì nó là nguyên một file HTML gửi đi, chúng ta có layout trong thì thay hồ thay về cái nội dung trong. Nó có cái thằng giá gì đấy, nó có dịch đấy. Có mà tài liệu Caramel đây quay đi tài liệu Caramel cho nó nghe chúng ta này chưa làm à? Nhưng mà nó chưa làm xong.
Chứ còn ông mà ngồi ông dịch sang Google Translate thế à, sai bét, đọc chẳng hiểu mẹ gì luôn. Đọc tài liệu kỹ thuật chứ có phải là tài liệu kiểu dạng text thông báo đâu.
Tao thông được cái layout chưa? Em biết rồi. Thế sao? Để hai cái project trong cái folder cái này, cái sponsor page nó ra cái project kia. Tức là sửa ở trên cái mô kia, nhưng mà sửa ở trên cái mô này. Ồ, ra thế. Cũng lạ thế. Rồi mẹ. Tại gì ạ? Dạ. Tại gì ạ? Đúng. Tức là em để... Tóm lại là tại đứa nào? Tại cái gì ạ? Làm thế bị lỗi là do đứa nào? Tại đứa nào? Tại em. Quánh bỏ mẹ anh. Rồi, mẹ em đang tại mình. Chấp nhận được. Thế mày đã thông được cái layout chưa? Layout giống là... Cái khúc. Hãy nói cái khái niệm cao siêu hơn. Chán lại. Thì nó là đơn giản hơn của khúc. Nó là đơn giản hơn của cái khúc. Thì em hiểu cái khúc rồi. Ok. Xong ngà thông chưa? Kinh. Rồi cơ. Thông như nào? Hả? Cái gì cơ? Nói lại nào. Đọc. Đọc cái kiểu những kiểu gì? Gọi cái tên đi ra là xong. Em có kế thừa được nhiều layout. Cô kế thừa hộ được cái. Thử đi. Xem nó có bị lỗi không. Để thử đi. Văn. Có kế thừa được nhiều layout. Em chưa thử được. Thử đi thế nào. Nghĩ cái gì? Test đi. Sao phải nghĩ? Nghĩ ngợi gì? Tôi nghĩ đến 8 rưỡi tôi sẽ chỉ tiếp phần kiến thức tiếp theo. Và yêu cầu các bạn về ghép cho tôi cái theme này vào. Học về nhầm, tạo cho tôi các cái URL có thể cho một trang web tin tức. Cái đấy phải nghiên cứu ạ.
Kiếp nặng thế. 134 mê. Các bạn đọc cho tôi email để tôi share nhé. Tải này về chắc cũng mất cả ngày. Hình như gửi rồi sao ấy? Gửi rồi. À, thế thì có rồi. Thế có rồi, mình lại có một con bếp rồi. Gửi rồi, thấy cứ gửi đi. Mất gì đâu. Nếu các bạn tải thử xem có được không nào. Rồi đấy, các bạn kéo về thử xem có được không. Rồi đấy. Cái gì? Điện thoại tắt đi. À, tắt đi. Ngậm. Mai tôi cho sạc. Các bạn tải về xem có được không? Sao mày đã có rồi? Dạ. Sao mày đã có rồi? Chứ là cái mắt xít mà. Chứ là cái mắt xít. Chứ là cái mắt xít.
Cái đường dẫn là MP index block 2 đấy sẽ là trang chủ. Được chưa? Để ốp được cái theme này vào, chúng ta mở ra chưa nhỉ? Để ốp được cái theme này vào tôi hướng dẫn nhé, các bạn thử làm xem có được không. Thì chúng ta đây index đúng không? Index block 2 MP index block. Đây index block 2 đây. Thì chúng ta mở nó ra bằng sublime text. Mở nó ra bằng sublime text. Được chưa? Sau đó tiến hành là copy hết, Ctrl A, Ctrl C. Copy hết. Chúng ta thay vào trong cái layout client này. À không, thì đây tôi thay hết vào cái layout luôn. Ờ thì tạo cái mới. Massive.blade.pt. Tôi pet thẳng vào đây luôn. Thay thẳng đấy, chẳng sao. Được chưa? Bây giờ chúng ta tạo ra một cái view đã, một cái đường dẫn để hiển thị ra cái file massive kia, xem nó chạy được không. Round 2.2.get massive là function. À, hình như cái này nó có round view thì phải. Layout chấm massive bây giờ chúng ta có localhost sược massive. Ủa, view massive not found. Sao lại view massive not found nhỉ? Layout massive blade có mà. Rename web này. À đây. Chờ tôi chút. Rồi đây. Lúc đầu nó sẽ ra một đống tuynh hoách toàn hoác nhỉ. Code vỡ đúng không? Code vỡ thì chẳng qua là do nó chưa có CSS và chưa có JS thôi. Không có gì đáng ngại cả. Thì bây giờ chúng ta để ý này. Mở tiếp cái file massive view kia ra. Rồi chúng ta xem những cái đường dẫn của nó là như nào. Asset này, vendor này, bootstrap này, cái thứ kiểu đúng không? Chính xác chưa? Nó sẽ có một cái thư mục ở trong này. Nó tên là asset đúng nhá, JS vendor này, đúng chưa nhỉ? Giờ chúng ta làm gì?
copy luôn cái thằng asset này. Sau đó mở cái thư mục của mình ra. Public. Tạo một cái thư mục mới, paste luôn vào đây. Paste vào đây. Rồi, xong. Đổi tên thằng này thành Massive. Đây là cách của tôi thôi nhé, chứ không nhất thiết là các bạn phải làm theo. Các bạn giữ nguyên asset cũng được. Sau đó sao? Cứ cái asset vendor. Được chưa? Chúng ta control F, à control shift F. Nó sẽ có file và replace. Thì ở đây là cái đoạn đầu đúng không? Copy. Hết vào đây. Được chưa? Replace thì nó sẽ bằng là gì? Mát mát thì con khỉ. Asset. Phải dùng hàm trỏ đến cái thư mục public chứ. Nhớ không? Asset mở ngoặc phải massive sược vendor. Đúng chưa? Chúng ta phải sửa hết. Sửa đến bao giờ hết CSS, hết JS thì thôi. Đây chúng ta còn asset CSS nữa đây này. Đúng chưa? Hoặc là chúng ta có thể sửa kiểu dạng như thế này. Cái này là tùy chúng ta làm cách nào để sửa thôi. Đây asset vendor thì ở đây tôi để là asset massive. Như thế này cũng được, không sai. Được chưa? Sửa hết. Replace all. Ôn chưa? Kể cả ảnh ọt các thứ các kiểu rồi đấy. Kể cả JS. Xong hết rồi. Bây giờ chúng ta sửa cái đuôi tiếp. Sửa cái đuôi là chấm JS. Đóng vào. Như này. Đây là tự sửa thành là chấm JS string. Đúng không? Bây giờ tôi sửa thành cái gì? Thành gì? Chấm JS phải đóng. Đóng asset. Đúng chưa? Và phẩy ngoài như này. JS xong chưa? Đây đóng, mở. Tiếp theo, đến file gì? Đến file CSS đúng không? CSS thì tôi sửa đây thành CSS. Replace all. Còn gì nữa? File gì nữa nhỉ? PNG. Chấm PNG. Để tôi cũng sửa thành PNG. Replace all. Gì nữa? JPG không biết có không? Cứ đoán bừa đi. JPG có đây này. Nó chỉ có vài cái đuôi thôi mà. JPG replace all. GIF có. Tôi cũng chẳng biết có hay không. G G I F chắc là không có rồi. Thế chắc là hết rồi đấy. PNG rồi. PNG. Không còn, hết rồi. Rồi, tạm thời thế đã, tính sau. Chắc là cũng có sai đấy. Cũng có sai chứ không phải là đúng hết đâu. Asset massive này, href. Ôi tôi chết rồi. Đoạn này thiếu. Chúng ta thiếu cái đoạn mở ngoặc của href. Đây. Đóng, tôi sửa cái đoạn này lại. Copy asset này bằng string mở ngoặc của asset ra. Đây, giờ nó mới chạy. Giờ nhìn nó mới sang màu xanh đúng của tôi. Test cái. Úi dồi. Massive not found on server. À, đây đường dẫn. Đây massive template trừ TPL chép xuống. Trừ TPL. Quay lâu vậy. Do mạng nó chậm. Ít ra chúng ta cũng hết cái lỗi lốt chậm rồi đúng không? Nó chỉ có jQuery Gmap cái thứ kiểu nó chạy chậm thôi. Cái này kệ nó, không sao cả. Phải về phát wifi. Đấy, xong. Thấy chưa? Ốp thi mà nhanh cực kỳ luôn. Siêu nhanh. Thế tốt rồi đấy. Chỉ là nhét cái HTML của nó vào. Xong rồi các bạn thay thế các cái đường dẫn JS, CSS, các loại file ảnh một phát là xong.
Sau đó cái những cái nội dung tĩnh, nội dung động như này này, chúng ta sẽ chuyển nó thành cái nội dung sau và chia layout sau. Trước hết các bạn cứ ốp nó được vào đã, rồi chúng ta tính tiếp. Được chưa? Đó các bạn làm đi.